chương trình câu chuyện y khoa do Bệnh viện Oncos Memorial bảo trợ xin trở lại với phần 2. Và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của Hương Thơ với bác sĩ Nguyễn Bích Liên trên về khoa ung thư, cũng như là hiện nay bác sĩ là phó chủ tịch, giữ vai trò phó chủ tịch của Hội Ung thư Việt Mỹ. Và Hương Thơ xin mời bác sĩ có thể cập nhật những tin tức mới nhất về những sinh hoạt của hội gần đây ạ. Vâng, Hội Ung thư Việt Mỹ chính thức thành lập từ năm 2002 đến bây giờ. Và trong nhiều năm vừa qua, chúng tôi chú trọng nhiều đến, lẽ dĩ nhiên là cái sứ mệnh của hội là quý vị chắc cũng biết, thì tôi xin đọc sơ sơ cái sứ mệnh của hội một lần nữa để cho quý vị nhớ lại là chúng tôi làm những cái gì. Đây là một cái tổ chức vô vị lợi với sứ mệnh quyết tâm ngăn ngừa ung thư, nâng cao phẩm chất đời sống bệnh nhân và cứu mạng sống qua những nỗ lực về thông tin và phổ biến các tin tức, các tài liệu nghiên cứu các bệnh ung thư, cũng như phục vụ, giúp đỡ và tranh đấu quyền lợi cho bệnh nhân trong cộng đồng người Việt. Thì đây là những cái mục đích mà chúng tôi đã có ngay từ đầu, nhưng mà với thời gian thì chúng tôi phát triển thêm và càng ngày càng có thêm những cái chương trình mới. Trước giờ những cái chương trình mà của quý vị cũng thấy là chúng tôi có những cái buổi nói chuyện trên thường trực trên đài Little Sài Gòn Radio hàng tuần. Cũng như là có những cái buổi nói chuyện để mà cập nhật hóa về những cái vấn đề ung thư trên TV hay là trên các radio khác nhau. Ngoài ra chúng tôi có rất là nhiều những cái chương trình ở trong cộng đồng, chẳng hạn như là những cái buổi nói chuyện về cũng như truy tầm ung thư hay là những cái bệnh mà có thể đưa đến ung thư, chẳng hạn như trong cộng đồng Việt Nam mình ung thư gan là một cái vấn đề rất là trầm trọng, thì viêm gan B hay là viêm gan C nó đưa đến, đó là những nguyên nhân chính đưa đến ung thư gan, thì chúng tôi cũng truy tầm và để nếu giúp cho bệnh nhân có thể chữa được bệnh viêm gan và từ đó làm giảm cái nguy cơ bị ung thư gan. Về vấn đề như là hút thuốc lá thì đưa đến ung thư phổi, thì chúng tôi có những cái chương trình giúp cho những cái người hút thuốc lá có thể truy tầm ung thư phổi sớm hơn, và trong tương lai chúng tôi đang cố gắng thành lập những cái chương trình để giúp những người cai thuốc lá. Chúng tôi có những cái buổi nói chuyện về ung thư phổi cho các bác sĩ chuyên môn tham dự, cũng như những cái vấn đề về viêm gan hay ung thư gan lại có các bác sĩ chuyên môn. Chúng tôi có rất là nhiều các bác sĩ chuyên môn về các bệnh ung thư khác nhau, cũng như những cái bệnh mà đưa tới các bệnh ung thư, cũng như các bác sĩ gia đình, các bác sĩ chuyên khoa nội thương, các bác sĩ chuyên khoa giải phẫu, các bác sĩ trong cộng đồng chúng ta, các về phụ khoa chẳng hạn cũng vậy, là đã giúp với cái tư cách thiện nguyện viên cho hội rất là nhiều năm nay. Thì những cái chương trình mới của, ngoài ra cái chính mà hội ung thư làm mà giúp được rất là nhiều người là cái chương trình gọi là navigation, tức là hướng dẫn những người bệnh nhân là chính. Nhưng mà cái ngay những cái người có những cái vấn đề họ có thể không bị ung thư, nhưng mà thí dụ như một phụ nữ nói tôi giờ thấy trong cái ngực tôi nó có một cái bướu, hay là bác sĩ vừa mới gửi cho tôi nói tôi là trong ngực có chất vôi hay là có cục bướu này nọ, thì bây giờ tôi phải làm cái gì, thì hội ung thư cũng giúp những người đó. Hay là có những người nói bây giờ tôi bị viêm gan B, truy tầm viêm gan với lại hội ung thư thì thấy bị viêm gan B, thì bây giờ tôi phải làm sao, tôi bây giờ không có tiền mua thuốc, bây giờ tôi đi gặp bác sĩ nói là tôi phải mua thuốc mà thuốc này đắt quá, tôi không có bảo hiểm, thì bây giờ tôi phải làm gì. Thì đó là những rất là những cái như vậy. Có những người đang chữa bệnh ung thư mà không có tiền trả tiền nhà, tiền điện thì phải làm sao? Thì hội ung thư cũng có những cái chương trình giúp những người đó. Là hướng dẫn đi. Hướng dẫn của chính phủ, và chúng tôi không phải không, thực sự ra những người đó cũng chẳng có grant đâu, mà chính phủ thì có thể là chúng tôi giúp cho họ xin những cái của chính phủ. Nhưng mà có những người đi làm nhưng mà vẫn không có đủ cái khả năng để mà, nghĩa là không có nghèo đến cái độ mà xin tiền của chính phủ được, nhưng mà ngược lại khi mà đang đi làm kẹt không trả tiền nhà tiền điện được, chúng tôi lại có những cái tổ chức vô vị lợi khác chúng tôi làm việc với họ, và họ giúp cho giới thiệu họ, và chúng tôi cũng có một số cái ngân quỹ nhỏ thôi cho những người gọi là emergency, trong cái trường hợp mình cần ngay lập tức mà mình chưa xin được ở những nơi khác đó. Thì những cái chương trình này đều là do những cái grant, tức là những cái quỹ của những cái tổ chức lớn họ trao tặng, hay là cái nhiều nhất là do quý vị Mạnh Thường Quân đóng góp, khắp nhiều người đóng góp ghê lắm, những cái chương trình gây quỹ. Thì và trong cái tương lai, những cái chương trình chính của chúng tôi gồm có hai thứ, là một thứ là thêm về cái vấn đề sức khỏe về tâm thần.
cho những người bệnh nhân và những người trong gia đình của bệnh nhân bị ung thư. Và chúng tôi có những cái buổi sắp sửa tới đây là tôi cũng xin giới thiệu với quý vị, nếu mà quý vị có thể ghi danh, đó là cái buổi nó gọi là hy vọng và mạnh khỏe cùng nhau. Thì cái chương trình này là nó có những cái hoạt động hỏi đáp với các bác sĩ, các chuyên gia về tâm lý và sức khỏe tâm lý về và về ung thư. Thì chúng tôi có trong chương trình để có những lớp tài chi, có những lớp tĩnh tâm, các thông tin về dinh dưỡng, các hoạt động thủ công. Sẽ có những cái lớp mà chúng ta ngồi, có một lần chúng tôi làm là các quý vị đó làm những cái gối hình trái tim, để mà khi mà mình làm chemotherapy, mình có cái mình gác, hay là tối mình ngủ nhiều khi sau khi mổ vú hay là mổ cái nọ cái kia. Khi nào thì bác sĩ? Cái chương trình này nó sẽ bắt đầu vào vào mỗi buổi sáng chủ nhật cho 5 buổi sáng liền. Bây giờ là cái chương trình này pilot thôi, tức là chúng tôi muốn thử nghiệm thôi, còn nó như thế nào. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 6 và cứ mỗi tiếp tục 5 tuần như vậy vào ngày chủ nhật. Thì xin quý vị vui lòng liên lạc với Hội Ung thư Việt Mỹ 714-751-5805. Tới cuối tháng 5, ngày 31 tháng 5 thì chúng tôi có một cái buổi tiệc để mà gây quỹ. Nếu mà có quý vị nào mà có lòng tốt muốn giúp cho Hội Ung thư Việt Mỹ, và có một chương trình gọi là tên là Bước chân hy vọng, Step of Hope. Thì đây là ngày 31 tháng 5 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace, góc đường số 3, góc đường Westminster và Golden West. Thì xin quý vị, giá vé ủng hộ là 50 đồng. Nếu mà quý vị muốn bảo trợ thì là 100 đồng, hay là quý vị có thể cho nhiều hơn nữa lại càng tốt. Và quý fundraising vị, này cho một cái fundraising cho cái chương trình pilot nãy mình nói. Cho nhiều chương trình lắm thưa quý vị. Đây là một chương trình trong những cái chương trình của Hội Ung thư. Quý vị nên biết là Hội Ung thư không phải là chúng tôi muốn làm việc có tổ chức, có kế hoạch đàng hoàng. Hội Ung thư là có nhân viên. Tại vì nếu mình không có nhân viên, nếu mình chỉ có thiện nguyện viên không á, và hay là mình không có chỗ mình làm ở nhà thì nó không ra đâu về đâu hết. Tức là chúng tôi có trụ sở, đó là những nơi nhân viên, các nhân viên làm việc, các những người gọi phone vô, có người trả lời phone trong giờ làm việc. Trả lương và những người đó được trả lương. Và chúng tôi phải trả tiền rent, chúng tôi phải trả tiền thuê nhà, chúng tôi phải trả tiền điện, tiền nước, các thứ hết, các tiền computer này nọ, các thứ. Và có những cái chương trình mà coi như là miễn phí, chẳng hạn như là mỗi một năm chúng tôi làm một cái buổi tiệc để cho các bệnh nhân hoàn toàn miễn phí. Thì những người đã sống sót và thân nhân của họ đến để gặp nhau và vui với nhau vào mùa xuân sau Tết. Thì đó là, ngoài ra như lúc nãy tôi trình bày, có những cái chương trình kia, cái chương trình nào cũng đều tốn tiền hết cả thưa quý vị. Thành ra khi mà gây quỹ này là gây quỹ cho tất cả mọi chương trình. Trong ngoài những cái chương trình lúc nãy tôi nói, trong tương lai, hiện thời bây giờ nói là tương lai cũng đúng, là chúng tôi đã bắt đầu rồi, là chúng tôi đang cộng tác với trường đại học UCI. UC Irvine là ngay ở chính quận Cam này của chúng ta. Thì họ rất là quan tâm tới cộng đồng Việt Nam, và họ nói là họ muốn tìm hiểu về cộng đồng Việt Nam, những cái nhu cầu của mình là gì. Thì họ thấy là Hội Ung thư Việt Mỹ, bởi vì chúng tôi đã từng làm việc nhiều với nhà thương UCI, cũng như là những cái chương trình nghiên cứu nhỏ nhỏ thôi ngày xưa. Và bây giờ họ có cái cơ hội để họ làm một cái chương trình nghiên cứu rất là lớn. Và họ muốn cộng tác với nhà thương, với Hội Ung thư Việt Mỹ. Và ngay cả chính Hội Ung thư Hoa Kỳ ở ngay tại quận Cam này, họ cũng muốn làm việc với Hội Ung thư Việt Mỹ. Để làm gì? Để chúng ta tìm hiểu thêm về những cái nhu cầu, những cái nhu cầu là như nào. Không phải nhu cầu là chỉ vấn đề là xã hội hay là vấn đề tiếng nói hay là gì, cái đó cũng quan trọng, nhưng mà ngoài ra cái nhu cầu mình cần phải biết rõ thêm. Tại vì thưa quý vị, tại sao mà người Việt Nam mình cái ngực lại, cái vú chẳng hạn, nó bị dày hơn là những người khác? Tại sao người Việt Nam mình bị ung thư gan lại nhiều hơn những người khác? Có những cái yếu tố di truyền, những cái yếu tố về xã hội, những cái yếu tố, nhiều thứ yếu tố khác nhau. Thì nếu mình không có nghiên cứu, nếu mình không có dữ kiện thì không ai cần biết, không có câu trả lời. Không câu trả lời thì hãng thuốc nó không có làm ra thuốc cho mình. Không có câu trả lời thì các nhà dân cử họ không có quan tâm tới những cái nhu cầu của mình. Tại vì những cái như chẳng hạn Medicare mà nó trả tiền cho screening để mà truy tầm ung thư ruột chẳng hạn, thì cũng là vì có cái nhu cầu, họ biết là đó là cái vấn đề. Nhưng mà ung thư gan đối với người Mỹ trắng á, rất là thấp. Ung thư gan của Việt Nam mình là đứng hàng đầu, nhưng mà không có cái study nào để mà nói là
bây giờ mình cần, cái đó là quan trọng. Và Medicare hay là Medicaid phải trả tiền cho những cái đó cả. Thành ra thưa quý vị, nếu mà mình có làm nghiên cứu, nếu mình có làm nghiên cứu với một cái trường đại học đàng hoàng, thì cái dữ kiện của mình nó sẽ được coi như coi trọng và nó sẽ có tiếng nói. Thành ra đây là những cái điều mà những làm những cái này là đều tốn tiền hết. Thành ra tôi rất là mong quý vị góp một bàn tay. Góp một bàn tay. Đó là ngày 31 tháng 5, cuối tháng này. Cuối tháng này. Ở đâu thưa bác sĩ? Ở Diamond Seafood số Palace số 3. Nằm trên đường nào ạ? Nằm trên đường Golden West và... Westminster là Seafood Palace cũ đó. Đó, Seafood Palace cũ, góc đường Westminster and Golden West. Cái ngày đó là có chủ đề là bước chân hy vọng. Bước chân hy vọng. Xin quý vị gọi 714-751-5805. Nhất là quý vị nào đã từng bị bệnh ung thư thì xin gọi cho chúng tôi. Vâng, đó là một chương trình rất là đặc biệt. Mong rằng quý vị hãy đến với những bước chân hy vọng và góp những cái bàn tay có tiền cho cái chương trình này được thành công, để chúng ta đáp ứng những nhu cầu cho cộng đồng chúng ta được có mỗi ngày được làm việc với Hội Ung thư Việt Mỹ, với sự tận tâm và công sức đóng góp của bác sĩ Bích Liên trong bao nhiêu năm qua, để chúng ta có một tương lai khỏe mạnh, an lành hơn cho cộng đồng, cho bản thân, cho gia đình. Cảm ơn bác sĩ Bích Liên rất nhiều. Hẹn bác sĩ vào lần hội thoại kỳ tới ạ. Vâng, xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Cảm ơn Hương Thơ. Hương Thơ cảm ơn sự theo dõi quý vị. Chương trình đến đây xin được kết thúc và hẹn quý vị vào lần sau.